chuẩn bị đưa vào khai thác hai bến khởi động cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Người mua và thuê nhà ở xã hội sẽ có cơ hội tiếp cận với gói cho vay ưu đãi của chính phủ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là những thông tin sẽ có trong chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay và tôi là Việt Nga sẽ đồng hành cùng quý vị trong phần tin nóng trong ngày. Sau gần 2 năm xây dựng, hợp phần B dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch huyện đã cơ bản hoàn thành. Theo chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn cảng container quốc tế Hải Phòng HICT, trong giai đoạn 1, đơn vị sẽ khai thác 375 m cầu bến với hai cầu STS, 5 cầu, 10 xe đầu kéo, một xe nâng hàng, một xe nâng rỗng cùng hệ thống bãi, nhà xưởng, cổng cảng, văn phòng và hệ thống quản lý điều hành cảng hiện đại. Đến tháng 7 năm nay, toàn bộ 750 m bến của cảng sẽ được đưa vào khai thác. Dự kiến ngay sau khi chính thức được đưa vào khai thác, HICT sẽ tiếp nhận hai chuyến tàu của hãng tàu MES MCC với sản lượng 1.000 mu tuần. Sản lượng này sẽ tiếp tục tăng khi cảng đi vào hoạt động ổn định. Đáng chú ý, hãng tàu CMA, CGM đã làm việc với HICT và có kế hoạch đưa tàu cỡ lớn 14.000 tiêu tương đương 160.000 tấn đất quét cập cảng vào cuối tháng 11 năm nay sau khi công tác nạo vét luồng hoàn thiện. Theo kế hoạch, ngày 13 tháng 5 tới, bến khởi động sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Trong mấy ngày hôm nay, bệnh nhân nhi mắc bệnh tay chân miệng đang dần tăng cao, trong đó có một vài ca có biến chứng nặng và não. Đây cũng là thời điểm khởi phát nhiều dịch bệnh mùa hè ở trẻ em. Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, mỗi ngày có hơn 50 bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng, điều trị nội trú, chiếm hơn 50% tổng số bệnh nhân nhi đang điều trị nội trú tại khoa. Tay chân miệng là bệnh do virus đường tiêu hóa gây ra, bệnh lây trực tiếp qua đường tiêu hóa khi ăn uống chung hay tiếp xúc với dịch của trẻ mắc bệnh, lây gián tiếp qua bàn tay hoặc vận dụng nhiễm virus. Khi mới mắc bệnh, triệu chứng đầu tiên ở trẻ thường là sốt nhẹ, biếng ăn, mệt mỏi và sau sốt 1 2 ngày trẻ bắt đầu đau miệng, nổi ban. Đối với thể nhẹ thì chỉ khoảng từ 5 đến 7 ngày là trẻ sẽ khỏi bệnh, nhưng nếu cha mẹ không phát hiện sớm, chăm sóc trẻ đúng cách thì bệnh sẽ chuyển sang thể nặng với những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy khi phát hiện bệnh ở trẻ, các bậc cha mẹ cần đưa con đến khám ở các cơ sở y tế để có biện pháp điều trị kịp thời không tự ý điều trị tại nhà tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra sau khi có chỉ đạo thu hồi toàn bộ các sản phẩm có tên Vinaca của cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng Vinaca từ Bộ Y tế, hôm qua ban tổ chức chương trình đánh giá và truyền thông thương hiệu sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam và gương mặt doanh nhân tiêu biểu năm 2017 đã thu hồi chứng nhận top 10 thương hiệu sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca. Trước đó ngày 18 tháng 4, Bộ Y tế đã có kết luận về việc kiểm tra xác minh công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca và có kết luận sản phẩm Vinaca ung thư cô 3.2 không phải là thuốc và cũng không phải là mỹ phẩm mà là sản phẩm giả thực phẩm chức năng. Ngày 20 tháng 4, cơ quan công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm để điều tra làm rõ vụ việc phát hiện thuốc điều trị ung thư từ Than che Vinaca theo quy định tại điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong một diễn biến liên quan, đại diện Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho rằng cần xem lại trách nhiệm của đơn vị trao giấy chứng nhận top 10 thương hiệu cho Vinaca. Thời hạn đăng ký hoàn thiện hồ sơ thông tin chính chủ thuê bao đang đến rất gần. Những ngày qua, rất nhiều khách hàng đã đổ xô đến các điểm giao dịch của ba nhà mạng để đăng ký, khiến cho nhiều điểm giao dịch bị quá tải. Trong khi đó, theo thống kê từ Bộ Thông tin và Truyền thông, đến thời điểm này vẫn còn hơn 30 triệu thuê bao chưa đăng ký đầy đủ thông tin. Trước tình hình này, các nhà mạng tính đến việc thông báo tiếp tục kéo dài thời gian đăng ký đến sau ngày 24 tháng 4. Hiện cả ba nhà mạng đều hỗ trợ đăng ký thông tin chính chủ tại các đại lý, điểm bán hàng. Ngoài ra, một vài nhà mạng còn hỗ trợ chủ thuê bao bổ sung thông tin thông qua ứng dụng smartphone, email hoặc qua fanpage Facebook của nhà mạng. Một nền kinh tế phát triển rất cần có các mô hình khởi nghiệp. Thực tế cho thấy, quốc gia nào có nhiều mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thì sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, trước tình hình phong trào khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta như hiện nay, một vấn đề cần được đặt ra với những người khởi nghiệp, đó là bên cạnh việc thỏa mãn, đam mê, mang lại thu nhập, khởi nghiệp còn là để tạo ra những giá trị, những điều ý nghĩa cho cuộc sống. Đã thành công với một doanh nghiệp về lĩnh vực công nghiệp sản xuất da dày. Nay ở tuổi 57, ông Đào Xuân Trịnh lại quyết định khởi nghiệp ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chúng tôi chuyển đổi sang nông nghiệp công công nghệ cao thì chúng tôi đã phải đi các nước tiên tiến để chúng tôi học về cái mô hình chuyển đổi công nghệ cao để không phụ thuộc vào thời tiết ở bên ở bên ngoài. Để chuẩn bị cho ngành nghề mới này, ông Trịnh phối hợp với ông Edith Lee, một chuyên gia về hoa lan đến từ Đài Loan để nghiên cứu thực địa và chuyển giao công nghệ. Với cái kinh nghiệm mà chúng tôi áp dụng ở Đài Loan, chúng tôi đưa sang đây để giúp Ông chủ lan Trịnh làm sao để phát triển cái ngành trồng lan này có thể là bước lên cái vũ đài uh, quốc tế. xác định khởi nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp không hề dễ dàng, thậm chí có cả rủi ro. Nhưng ông Trịnh luôn kỳ vọng vào sản phẩm mang lại lợi ích kép mà mình đang hướng tới. Đó là hình thành một điểm tham quan mới, vừa tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, vừa triển khai dịch vụ du lịch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội bằng chính những lợi thế của địa phương. Khi tham quan trang trại sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ của anh Bùi Hải Sơn, không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên. Vì sao với mức thu nhập tốt ở một công ty nước ngoài, với một cuộc sống ổn định đã có, anh Sơn lại dành nhiều tâm sức với công việc nhà nông vất vả như thế này? Câu chuyện nó sẽ xoay quanh cái việc là mục tiêu cuộc sống của mình là gì? Mình muốn là một cuộc sống nó phong phú hơn, nó nhiều trải nghiệm hơn và một trong những cái điều mà thôi thúc chúng tôi làm dự án này đấy là thế hệ trẻ xác định được mục tiêu cuộc sống anh sơn như có nguồn năng lượng mới thôi thúc anh đầu tư tâm huyết trí tuệ và bước đầu cho ra những sản phẩm theo hướng hữu cơ phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay với ông đào dân trịnh với anh bùi hải sơn và nhiều người khác nữa sống là không ngừng vận động và do vậy với họ khởi nghiệp sẽ là tinh thần xuyên suốt, góp những giá trị tích cực cho cuộc sống thêm tốt đẹp hơn. Nạp năng lượng tích cực là một cách tốt để yêu mình và yêu cuộc sống. Và hy vọng với đam mê và nhiệt huyết dồi dào, những nhân vật trong phóng sự vừa rồi của chúng tôi đã phần nào truyền đến thêm cho quý vị nguồn năng lượng tích cực mới trong ngày Chủ nhật cuối tuần hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình 10 phút vàng và sau đây chúng ta sẽ đến với thông tin của tiêu dùng 24 giờ qua phần trình bày của biên tập viên Hồng Dung. Vâng, à, xin mời chị. Xin được cảm ơn chị Việt Nga. Xin chào quý vị và các bạn. Hàng loạt đối tượng mới từ thành thị tới nông thôn trên phạm vi cả nước sẽ có cơ hội tiếp cận với gói cho vay ưu đãi để mua thuê nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới cải tạo sửa chữa nhà. Đây là gói vay tiêu dùng được đông đảo người dân chờ đón. Theo quyết định số 370 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018 vừa được ban hành, chính phủ bố trí nguồn vốn 500 tỷ đồng cho ngân hàng chính sách xã hội cho vay mua nhà ở xã hội với lãi suất 4,8% một năm, tức là 0,4% một tháng lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Trên thực tế theo ngân hàng chính sách xã hội qua tổng hợp nhanh nhu cầu vốn cho gói vay ưu đãi mới, riêng năm nay là 5.000 tỷ đồng. Số tiền tạm thời sẽ được phân bổ cho các địa phương theo tỷ lệ cao nhất là 50 tỷ đồng và thấp nhất là 10 tỷ đồng. Thành phố Hải Phòng được bố trí 10 tỷ đồng. Sau khi tăng lãi suất huy động trước và sau Tết Nguyên đán để thu hút tiền nhàn rỗi, trong tháng 4 các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động với mức giảm trung bình từ 0,1 đến 0,3% một năm so với cách đây một tháng. Theo lãnh đạo các ngân hàng thương mại, việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động thời điểm này vì nhiều lý do, trong đó yếu tố quan trọng là từ đầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị hệ thống ngân hàng tính toán giảm lãi suất cho vay và giảm đồng loạt. Việc các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất đầu vào không chỉ thể hiện được việc bảo đảm thanh khoản ổn định mà còn thực hiện được nhiều mục tiêu như bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền góp phần ổn định mặt bằng lãi suất tạo tiền đề giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và ngân hàng nhà nước theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng, từ đầu năm đến nay, tình hình nguồn điện lưới quốc gia ổn định, không phải cắt xa thải phụ tải do thiếu nguồn hệ thống, nhờ áp dụng phương pháp cấp điện hợp lý sát với thực tế nên các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn thành phố khá ổn định. Hiện nay công ty đã lên kế hoạch phương án cụ thể bảo đảm cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong dịp hè sắp tới, trước mắt tập trung cho các phương án cấp điện ổn định cho các hoạt động của thành phố trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Với sự sáng tạo nghiên cứu tìm tòi không ngừng, thị trường thức uống luôn có thêm những loại thức uống mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Thức uống được làm từ một hoặc nhiều loại hạt kết hợp, còn gọi là sữa hạt, hiện đang dần trở thành một xu hướng được nhiều người quan tâm và sử dụng. Ngon, dễ uống, sữa hạt được đánh giá là loại thức uống dễ làm và có lợi cho sức khỏe. Có lẽ chính vì vậy mà hiện không ít bà mẹ đang cho con uống sữa hạt để thay thế hoàn toàn cho các loại sữa bò quan niệm như vậy đã đúng hay chưa và chúng ta nên sử dụng thức uống từ hạt hay còn gọi là sữa hạt như thế nào cho hợp lý? Chúng tôi cũng lưu ý là những cái loại hạt thuộc về nhóm hạt đậu tương, đậu nành hoặc là hạt đậu đỗ, đỗ xanh thì đấy là những cái hạt mà có nhiều chất protein và có nhiều khoáng chất, vitamin cũng như chất xơ và như vậy nó sẽ đáp ứng nhiều hơn cho cái việc phát triển của nhu cầu về thể chất và phát triển của trẻ. Nhưng nếu trong trường hợp mà chúng ta sử dụng một cái loại số hạt khác như hạt sen hoặc là một số hạt điều hoặc một số những cái loại hạt như là hạt kê chẳng hạn thì nó cũng không đảm bảo về nhu cầu dinh dưỡng bởi vì cái tính chất protein và cái hàm lượng của nó không đảm bảo để sự phát triển của trẻ mà nếu chúng ta sử dụng hạt thay thế thì đương nhiên là không thể như sữa bò và cơ thể trẻ sẽ không phát triển bình thường Vậy chúng ta có thể dự trong sử dụng trong bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hoặc là các cái bữa ăn giữa giờ để chúng ta bổ sung thêm năng lượng, vitamin và khoáng chất. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sử dụng sữa hạt để thay thế hoàn toàn sữa bột đối với trẻ nhỏ hoặc là thay thế những thức ăn trong cái khẩu phần ăn của chúng ta. Như vậy là thức uống dù có tốt đến mấy nhưng nếu chúng ta dùng không đúng cách thì cũng rất có thể sẽ biến lợi thành hại phải không chị Hồng Nhung? Đúng vậy chị Viễn Ngạ và hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp quý vị có thêm một sự lựa chọn về thức uống cũng như về cách uống để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho mình và cho những người thân trong ngày hè sắp tới. Và những thông tin này cũng đã khép lại chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay của chúng tôi. Hy vọng chương trình đã đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích. Quý vị muốn cung cấp thông tin hoặc có nhu cầu quảng bá giới thiệu về sản phẩm, xin mời liên hệ với chương trình theo địa chỉ email 10 phút vàng a thhb vn. Quý khán giả có thể xem lại chương trình trên website thhp vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Vâng. À, chúc quý vị một buổi tối chủ nhật thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại khu công nghiệp nam cầu kiền hân hạnh đồng hành cùng chương trình